Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập và thực hành 8 sách giáo khoa trang 75 tin học 12. Thì để làm bài tập thực hành này thì các bạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu quản lý học sinh. Cơ sở dữ liệu quản lý học sinh thì có bảng học sinh đã được nhập dữ liệu từ các bài tập thực hành trước. Thì để tạo báo cáo thì các bạn chọn report trên bảng chọn đối tượng. Tuy nhiên thì trước khi tạo báo cáo thì các bạn tạo một mẫu hỏi để làm dữ liệu nguồn cho báo cáo. Các bạn chọn vé ghi và tạo mẫu hỏi. Tiếp tục thì các bạn nhấn vào ghi A với ghi in design view. Các bạn add bảng học sinh vào. Đấy, nhấn luôn. Ở bài số 1 này thì các bạn thấy là đề bài yêu cầu là tạo một cái báo cáo để in ra danh sách học sinh bao gồm là họ tên, tức là họ điểm, tên, ngày sinh, các bạn add ngày sinh vào, địa chỉ. Đây. Hãy nhóm theo giới tính nam hoặc nữ, các bạn add giới tính vào các bạn. Và tính số học sinh nam và số học sinh nữ thì tiếp tục bạn add thêm một trường giới tính vào nữa, tức là trường giới tính chúng ta add vào hai lần. Đấy. Trường giới tính cuối cùng thì các bạn dùng để đếm số lượng học sinh nam và học sinh nữ. Thì đếm số lượng thì các bạn nhấn vào nút total. Thì các bạn thấy là đã xuất hiện dòng total. Thì tại dòng total của cột giới tính cuối cùng đó, thì các bạn chọn là hàm count. Đây. Các bạn có thể là đặt lại tên trường này là số lượng SL, số lượng. Chúng ta chạy thử. Đây. Các bạn lưu mẫu hỏi này lại. Các bạn có thể lưu mẫu hỏi này với tên là dữ liệu nguồn. Bài 1. Đây. Tức là mẫu hỏi này mình dùng để làm dữ liệu nguồn cho bài số 1. Ok. Thì lúc này chúng ta có được một câu hỏi là người ta là dữ liệu nguồn bài 1 vừa mới tạo. Thì tiếp theo là các bạn tạo report, tức là tạo báo cáo, các bạn chọn report. Thì để tạo báo cáo thì các bạn sử dụng thực sĩ. Tức là các bạn nhấn đúp vào GA, report, bay xin visa, nhấn đúp vào đây. Thì ở đây thì tại ô table vé ghi, các bạn chọn là vé ghi dữ liệu nguồn bài 1. Đây, cũng rất nhiều cái vé ghi và table ở đây, các bạn chọn đúng cái vé ghi mẫu hỏi vừa mới tạo. Đấy. Rồi lúc nãy chúng ta đã chọn các trường đầy đủ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ add vào báo cáo hết luôn, và sẽ chuyển qua hết. Các bạn sẽ chuyển các trường này vào ô bên phải và tiếp tục các bạn nhấn next. Thì theo đề bài yêu cầu thì chúng ta sẽ gộp nhóm theo giới tính. Thì ở đây thì các bạn chọn trường giới tính, các bạn chuyển qua ô bên phải. Nè, các bạn chú ý. Nè, thì lúc này trường giới tính sẽ được chọn để gộp nhóm. Các bạn nhấn next. Thì ở đây thì các bạn có thể là chọn sắp xếp tăng dần hoặc là giảm dần theo một trường nào đó. Hoặc là không cũng được. Tôi thì sắp xếp, có thể là sắp xếp tăng dần theo tên, theo trường tên. Ngoài ra thì để tính số lượng học sinh nam và số học sinh nữ đó, đi gộp nhóm đó, thì các bạn chọn summary option ha, summary option. Rồi các bạn đây cái trường số lượng này các bạn chọn là tổng, là tính tổng số học sinh nam và số học sinh nữ đó, thì các bạn chọn là sum. Ok, tiếp tục các bạn nhấn next. Thì ở bước này thì các bạn để mặc định luôn ha. Đây nhấn next tiếp. Ở đây cũng vậy luôn, không cần phải chọn lại. Lúc này thì tới bước cuối cùng này thì các bạn đặt tên cho báo cáo. Ở đây thì có thể các bạn có thể là đặt bài 1 từ các bạn. Các bạn có thể là đặt như thế nào đó
tên của báo cáo như thế nào là tùy. Định đây thì lúc này chúng ta đã tạo được một báo cáo như thế này đây. Đây, cơ bản thì chúng ta đã tạo được báo cáo như thế này. Tuy nhiên thì để cho báo cáo chúng ta đẹp hơn đây, thì chúng ta chuyển sang cái chế độ thiết kế này để chúng ta thiết kế lại báo cáo. Các bạn có thể nhấn đây để chuyển sang chế độ báo cáo nha. Đây, đây là chế độ báo cáo. Rồi, ví dụ như các bạn muốn xóa đi cái dòng lệnh này, cái dòng dữ liệu là summary for gt đấy, xóa đi cái dòng này, để cái dòng này để trong này thì thấy nó không có thẩm mỹ lắm, nên thì xóa đi để trở sang cái đội thiết kế. Nè, các bạn nhớ vào vị trí này, để các bạn xóa đi, nhấn delete nha. Đó, các bạn xem thử. Đây, cái dòng lúc nãy đã được xóa rồi. Rồi ở đây thì người ta yêu cầu chúng ta là tính tổng số lượng thôi. Tính tổng số lượng tức là nam thì có tổng số lượng bao nhiêu, nữ có tổng số lượng là bao nhiêu. Chúng ta xóa đi những con số 1 ở đây, chúng ta xóa những số này ở đây đi. Rồi trở về chế độ thiết kế này, xóa. Đây, các bạn chọn cái ô vị trí này, ô số lượng, các bạn nhấn delete để xóa. Nó xem thử. Đây, lúc này thì lúc này số lượng này là số lượng tổng. Thì ở đây thì đây các bạn có thể là chỗ chữ sum này, các bạn có thể là sửa lại cái tiêu đề tiếng Việt là tổng chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn vào đây. Đây các bạn gõ lại tổng. Để gõ được tiếng Việt các bạn mở Unicode lên. Ở dưới này thì các bạn có thể là gọi là tổng cộng, tức là tổng cộng cả nam và nữ. Ok. Đây. Rồi về cơ bản thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn làm xong cái bài số 1 này. Rồi tên của báo cáo thì các bạn có thể là sửa lại tiêu đề tiếng Việt và căn chỉnh vào giữa chẳng hạn. Rồi tên của các cái tiêu đề đây. Các tiêu đề cột đấy các bạn có thể sửa lại là con chữ tiếng Việt, các bạn qua đây các bạn sửa trực tiếp ở trên đây các bạn. Đây, đây. Để không mất thời gian các bạn này tôi sẽ chuyển sang bài số 2, hướng dẫn các bạn là bài số 2, các bạn nhớ Z để luôn đó. Bài số 2 này thì các bạn cũng phải tạo một cái mẫu hỏi trước, tạo cái ghi ha. Đây, để làm dữ liệu nguồn thì tạo cái ghi chúng ta sẽ áp cái bảng học sinh vào. Tạo cái gì đây, tạo cái báo cáo in danh sách học sinh khá, in danh sách học sinh khá có điểm trung bình mỗi môn từ 65 trở lên. In danh sách học sinh tức là yêu cầu in thông tin hết thông tin học sinh ra luôn, tên giới tính nè, động viên nè, địa chỉ nè, nói ngày sinh, địa chỉ nè, tổ nè, toán lý hóa, toán này, lý này, hóa này, văn này, tinh này. Đó. Có điểm trung bình mỗi môn từ 65 trở lên. Đây thì cái này lại chưa nha các bạn, chưa có phải là danh sách học sinh khá, tại vì mình chưa có đặt điều kiện là các môn từ 65 trở lên. Do đó có bạn này có môn cũng có phần 6,1, 6,4 qua. Ở đây mình sẽ trở về chế độ thiết kế, mình sẽ đặt cái điều kiện này. Từ 65 trở lên tức là lớn hơn hoặc bằng, lớn bằng 65. Đấy thì ở các môn luôn, tại cái dòng writer này nè, các bạn sẽ thiết lập là lớn bằng 65. Các bạn có thể copy và paste qua cho nó nhanh nha. Các bạn nhấn cái chuẩn về để paste. Đây, cái chuẩn về, đây, còn toán nữa. Đây thì lúc này là danh sách này là danh sách học sinh khá, những bạn này là những bạn học sinh khá nó đã thỏa điều kiện theo yêu cầu của đề bài đó, tức là các môn điểm của nó đều là từ 6,5 trở lên. Các bạn lưu lại theo quy luật lúc nãy thì chúng ta sẽ lưu là dữ liệu nguồn bài 2.
Ok. Đây. Nó đóng lại. Nó có cái dữ liệu nguồn. Đây. Các bạn tiếp tục các bạn chọn gì bọt để tạo báo cáo. Rồi, tương tự như lúc nãy. À, các bạn hãy chọn dữ liệu nguồn nha. Là dữ liệu nguồn bài 2 đây, đây với ghi này nè. Rồi. Các bạn add thông tin qua next. Ở đây thì không yêu cầu các bạn gộp nhóm nha, do đó các bạn khỏi phải chọn cái trường nào để gộp nhóm cả, next luôn. Đây. Rồi, không yêu cầu các bạn sắp xếp, các bạn có thể chọn một trường nào đó để sắp xếp. Đấy. Còn không thì có thể là bỏ qua luôn. Đây nha next. Rồi, tiếp tục nhé next luôn. Rồi, trong trường hợp này cũng không cần chọn lại next luôn. Rồi. Chúng ta đã đặt tên cho báo cáo bài 2. Thì như tôi đã nói rồi, tên báo cáo này các bạn có thể là đặt như thế nào đó để cho nó phù hợp. Rồi, các bạn nhấn phím này. Đây. Thì lúc này chúng ta có được một cái báo cáo học sinh khá như thế này đây. Rồi. Thứ nhất là về tên báo cáo, rồi, các bạn có thể chỉnh sửa lại bằng phông chữ tiếng Việt ha. Tiêu đề các trường ở đây. Như họ điểm tên các bạn có thể gọi là tiếng Việt bằng cách các bạn qua và chế độ thiết kế đây và các bạn sẽ trực tiếp ở trên đây ví dụ tên này. Tên các bạn gọi là tiếng Việt này. Tên này. Đây lúc này sẽ trở thành tiếng Việt rồi. Rồi các trường còn lại các bạn làm tương tự thì tôi vừa hướng dẫn các bạn làm xong bài tập thực hành số 8 các bạn đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn thành công.